Xin dạy chúng con biết để cho thần khí hướng dẫn hầu nhận ra những gì ngay chính và cảm thấy người luôn bảo trợ chúng con. Chúng con cầu xin vì Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Chí thân Phật ca, con ơi, hãy hoàn thành việc của con một cách đúng đắn, đúng nào thì con sẽ được yêu mến. Xin mời ông bạn lên trên cho, thế là anh được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Người thường thăm viếng hồn hồn không, hạng xuống cho con hồng hồng tràn trường.
anh Giuse là ở Văn Hội. Ở đây lĩnh nhận ấm tín ơn Chúa Thánh Thần. Bình an của Chúa ở cùng anh. Con Phêrô Hoàng Trung Phong, con hãy đến nhận ơn tín ơn Chúa Thánh Thần. Bình an của Chúa ở cùng con. Con Phêrô Triệu Hồng Lưu, con hãy đến nhận ơn tín ơn Chúa Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa ở cùng con. Con Maria Đặng Kim Xuyến, con hãy lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần. Bình an của Chúa ở cùng con. Con Maria Mã Thị Thiết, con hãy lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần. Bình an của Chúa ở cùng con. Maria Nguyễn Thị Hạnh, con hãy lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần. Bình an của Chúa ở cùng con. Maria Hoàng Phương Thảo, con hãy lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần. Bình an của Chúa ở cùng con. Và ở cùng cha. Chúa toàn năng, xin cho Thánh Thần Chúa như dòng nước thấm nhập vào tâm hồn chúng con, thân thể chúng con khỏi vết nhơ tội lỗi. Xin cho ơn sủng người như xương mát làm chỗ sinh hoa trái dồi dào. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Hãy chúc tụng danh Chúa từ bây giờ và cho đến muôn đời. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần, ban phúc lành xuống.
xuống trên anh chị em. Amen. Hai sao lên đi, hai sao lên luôn đi. Sao lên lên.